Ngay từ sớm, không khí chào đón năm mới đã được hâm nóng bằng nhiều hoạt động sân khấu sôi nổi diễn ra ở nhiều tuyến đường chính của thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngàn người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã đến và cùng hòa mình vào những giai điệu sôi động tại sân khấu trên đường Lê Duẩn. Năm nay với sự hỗ trợ của công nghệ, không khí chào đón năm mới càng trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Trong không khí hân hoan trước thềm năm mới, người dân thành phố vẫn không quên ước vọng cho thành phố sang năm mới sẽ trở thành một thành phố đáng sống với môi trường, cảnh quan được cải thiện hơn. Bước sang năm mới thì cũng mong muốn là thành phố mình đường phố chỉnh trang hơn để cho dân mình sống nó có một cái cuộc sống nó ổn định hơn. Tôi mong muốn trong năm mới thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một nền kinh tế khởi sắc hơn để cho người dân được có một cuộc sống ấm no và chất lượng hơn. Sôi động nhất phải kể đến phố Tây Bùi Viện, nơi có hàng trăm người nước ngoài hội tụ để chào đón thời khắc thiêng liêng bước sang năm mới. Cùng với sự phát triển và hội nhập về kinh tế, văn hóa, thì cộng đồng người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh cũng mang những màu sắc riêng. Có những người coi thành phố Hồ Chí Minh là quê hương thứ hai của mình, cũng có người chỉ ghé chân dừng lại thưởng ngoạn thành phố trong hành trình của mình. Nhưng tất cả đều xúc động khi được chứng kiến sự đổi thay của thành phố và háo hức chờ đón năm mới với nhiều ước vọng mới. Chúng tôi chỉ mới vừa đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh nhưng thực sự choáng ngợp với không khí năm mới ở đây rất sôi động. Năm mới thì điều mà tôi sẽ thực hiện đó là kết hôn và mong muốn sức khỏe hạnh phúc cho gia đình mình. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Không khí năm mới ở đây thực sự tuyệt vời và chúng tôi mong muốn gửi tới tất cả các bạn, những người dân Việt Nam, lời chúc mừng năm mới hạnh phúc và bình an. Cùng với cả nước thì thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa trải qua thời khắc giao thừa thiêng liêng, khép lại năm cũ 2019 và đón chào năm mới 2020 với kỳ vọng mới, thắng lợi mới. Năm 2019 có thể nói là một năm thành công với thành phố Hồ Chí Minh khi mà thành phố đạt được rất nhiều kết quả tích cực, trong đó có thu ngân sách vượt mốc 400.000 tỷ đồng, môi trường sản xuất kinh doanh được cải thiện, nhiều vấn đề dân sinh được giải quyết. Và trong năm 2020 này, thành phố chọn chủ đề là năm văn hóa. Và có thể nói ngay ở những thời khắc đầu tiên của năm mới này thì khí thế gia quân đã hừng hực ở khắp thành phố để có thể giúp thành phố Hồ Chí Minh đạt được những chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.